rẻ nhất đây. Đây đây con màu đen thì nó bán là 8,2 triệu. Con rẻ nhất đấy, năm triệu này. Đấy bên shop cháu thì bán nên bọn cháu nhập trực tiếp chứ bọn cháu không nhập qua kênh này. Còn tại vì con phải chi cái nhân viên cửa hàng này khác. Không mua cái bộ mấy chục triệu ngay sướng. Đúng rồi, lại bố răng bó hết cả rồi nhé. Răng yêu bó hết cả rồi. Mình bận thật. Đúng bác, hiếm quá. Rồi.